Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ anh ta. Tin tức ngày 23 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Tiêu chuẩn chọn người yêu, tìm người thấu hiểu hay để cung cấp tài chính? Và mới đây cư dân mạng tranh cãi vì việc một cô gái trên sóng truyền hình được cho là có những tiêu chuẩn mang tính thực dụng khi lựa chọn người yêu. Vậy đặt ra tiêu chuẩn người yêu thế nào là phải nhất? Và mới đây trên một chương trình truyền hình về ghép đôi hẹn hò, người chơi tham gia ghép đôi là cô Trần Ngọc Đoan Minh, 26 tuổi, gây sốc khi tiết lộ từng trải qua 12 mối tình, trong đó 4 mối tình là sâu sắc, còn lại chỉ dừng ở mức độ tìm hiểu. Vậy, muốn bạn nam chi tiền để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản, dù khẳng định bản thân là người độc lập, không phụ thuộc vào bạn nam, nhưng Đoan Minh lại đưa ra hàng loạt tiêu chí. Đẹp trai, cao ráo là tiêu chí. Và em muốn bạn nam chi tiền cho em để em mua đồ, đầu tư chứng khoán và bất động sản. Tự nhận là một người bướng bỉnh, Đoan Minh cho biết sẽ nhận lỗi nếu trong trường hợp đó là với khách hàng, còn với bạn nam thì không. Biết nấu ăn, nhưng cô nói sẽ không bao giờ nấu ăn cho bạn trai nam vì đối tượng phải là người chiều chuộng mình. Bên cạnh đó, tư tưởng sau khi kết hôn của Đăng Minh là dọn ra ở riêng, nhất quyết không sống cùng gia đình chồng. Ngay lúc đó, MC Cát Tường đặt câu hỏi, nếu bạn trai hoàn cảnh neo đơn, chỉ có một mình bạn ấy, ví dụ ba mẹ, nhà ốm đau, rồi làm sao? Đoan Minh đáp trả, cô sẽ tìm bạn trai khác. Ngay sau khi chương trình phát sóng thì Đoan Minh trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội xoay quanh việc cô thẳng thắn đưa ra những tiêu chuẩn được cho là quá đà trên sóng truyền hình. Làm mất hình tượng con gái hay là người thẳng thắn? Nguyễn Tấn Lộc, 19 tuổi, nhân viên khách sạn tại tỉnh Đồng Tháp nói, tôi không ủng hộ lắm với cách bạn nữ đưa ra những yêu cầu có phần thực dụng và đặt nặng vấn đề về ngoại hình, kinh tế. Trong khi đó, thiếu mặt cảm xúc, tôi có cảm giác bạn ấy giống như là tìm bạn trai để cung cấp cho mình về tài chính, chứ không phải là tìm người để thấu hiểu, chia sẻ cho nhau. Tương tự, Nguyễn Hoàng Lê Tú Trân, sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi thấy bạn nữ có phần thực dụng khi đưa ra những quan điểm như thế. Cá nhân tôi, khi yêu, tôi chưa bao giờ đòi hỏi vật chất với người yêu, chỉ mong hai đứa cùng vun vén cho tương lai. Dương Thị Cẩm Dương, sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cô cảm thấy khó chịu khi nghe những lời của Đoan Minh trên sóng truyền hình. Cẩm Dương bày tỏ bạn nữ này đang làm mất hình tượng con gái vì những người nam xem xong đôi khi họ sẽ đánh giá đồng rằng con gái hiện nay chỉ biết sống vì vật chất và sống ích kỷ. Trong khi đó, một số bạn trẻ thông cảm vì Đoan Minh đã dám nói lên suy nghĩ của cô về mẫu người bạn trai lý tưởng trước công chúng. Phải mạnh dạn lắm mới dám nói ra được suy nghĩ của mình trong một chương trình truyền hình. Cô gái thẳng thắn bày tỏ về hình mẫu lý tưởng là sai. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cô cần dùng những lời lẽ tế nhị hơn. Trương Thị Hoàng, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm. Và một số bạn trẻ khác cho rằng Đoan Minh là nạn nhân của chủ nghĩa vật chất thực dụng trong xã hội, tức là đặt sở hữu tài sản, tiền bạc lên hàng đầu khi đánh giá con người, thậm chí chọn người yêu. Chẳng hạn như là Phan Thị Ngọc Yến, 22 tuổi, ngụ đường Lạc Long Quân, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Tôi có thể thông cảm với bạn nữ trong chương trình vì bạn ấy cũng là chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa thực dụng. Tình trạng này hiện nay thực tế không hề ít, dẫn đến một số người trưởng thành đánh giá người khác bằng thước đo vật chất mà quên mất giá trị của tinh thần." Anh Thái Đình Lãm, chuyên viên tâm lý và giảng dạy kỹ năng sống tại Trung tâm Kỹ năng sống Rồng Việt Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận rằng bạn nữ có thể bị ảnh hưởng do sinh hoạt, lối sống trước đó, suy cho rằng bạn nữ cũng là một nạn nhân trong lối sống suy nghĩ thực dụng vẫn tồn tại trong xã hội và trong mối quan hệ của chúng ta. Tuy nhiên, anh Đình Lãm cho rằng mọi người cũng không nên đánh giá phán xét một người chỉ thông qua một chương trình truyền hình, vì điều này sẽ là một sự đả kích tinh thần rất lớn, đôi khi sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống của người đó. Tiêu chuẩn người yêu phải như thế nào? Chia sẻ về vấn đề trên thì chuyên viên tâm lý nghiên cứu sinh Đào Lê Tâm Anh, trưởng phòng đào tạo Trung tâm ứng dụng tâm lý YoWay, cho rằng có những tiêu chuẩn trong tình yêu là điều cần thiết. Tuy nhiên, chuyên gia Tâm An cũng lưu ý rằng tiêu chí hoặc tiêu chuẩn đặt ra cần phải phù hợp với hiện tại và thực tế. Ngoài việc đòi hỏi về đối phương cũng cần đặt hỏi tôi có gì để xứng đáng với điều đó, hoặc là tôi có thể làm gì giúp đỡ gì cho họ. Luôn đòi, nhận nhưng ngại cho, đó không phải là tình yêu mà là mối quan hệ ký sinh. Đòi hỏi quá đáng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bản thân đang quá tự tin hoặc là rất tự ti, luôn nghĩ rằng mình cần bù đắp và yêu thương. Chuyên gia Tâm An nêu quan điểm: đừng bước vào tình yêu với mong muốn người còn lại sẽ giải quyết vấn đề cho mình. Tình yêu là nơi hai cá thể trưởng thành cùng trở nên tốt hơn. Đừng biến tình yêu trở thành một quan hệ một chiều, chỉ cho hoặc là chỉ nhận. Chuyên gia Tâm An nhắn nhủ với các bạn trẻ.
Và đó là thông tin về ngày 23 tháng 6 vì một cô gái trên sóng truyền hình. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích với anh em và học hỏi được kinh nghiệm gì và có những ý kiến gì trong video của tôi thì hãy nhớ comment một ý kiến của anh em ở dưới video của tôi và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chuông để theo dõi những thông tin mới nhất trong ngày. Tạm biệt.